Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với làn sóng của IBC TV trong chương trình tin tức tổng hợp do sứ ngôn viên Tuyết Nha và Hà Anh phụ trách. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo của phần 2 đã cho biết những người biểu tình về khí hậu tuần hành ở Davos trước diễn đàn. Hàng trăm người biểu tình đã tuần hành ở Davos vào ngày Chủ nhật ngày 14 tại tháng 1, chỉ trích cách các nhà lãnh đạo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hay còn gọi tắt là WEF xử lý khủng hoảng khí hậu và kêu gọi thay đổi hệ thống để có lợi cho môi trường. Hàng chục nhà hoạt động đã đến ga xe lửa Davos bằng tàu hỏa mang theo biểu ngữ và hô vang khi tuần hành tập trung tại một quảng trường ở thị trấn nghỉ mát trượt tuyết trước ngày đầu tiên của WEF vào ngày thứ Hai ngày 15 tới tháng 1. Ghana Katrina là người phát ngôn của nhóm Try WEF đã cho biết: "Chúng tôi ở đây là tiếng nói của rất nhiều người không thể có mặt ở đây ngày hôm nay. Điều thực sự quan trọng là chúng tôi đứng đây vì rất nhiều người đang phải chịu đựng những quyết định của những người này." Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Antony Blinken, Tổng thống của nước Pháp, Tổng thống của Ukraine và các nhà lãnh đạo chủ chốt của Trung Đông dự kiến sẽ tham dự cuộc họp WEF thường niên lần thứ 54, đặt các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh tại Gaza và Ukraine lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của giới tinh hoa toàn cầu. Những người ủng hộ bộ lạc của nhóm Houthi ở Yemen phản đối những cuộc tấn công do Hoa Kỳ dẫn đầu. Những người ủng hộ bộ lạc của nhóm Houthi ở Yemen đã biểu tình gần với thủ đô Sana'a vào ngày Chủ nhật 14 tháng 1, phản đối những cuộc tấn công gần đây do Hoa Kỳ dẫn đầu nhắm vào những mục tiêu của Houthi. Ngày 13 tháng 1, lực lượng dân quân Houthi đe dọa phản ứng mạnh mẽ và hiệu quả sau khi Hoa Kỳ thực hiện cuộc tấn công khác ở Yemen trong đêm, làm gia tăng căng thẳng khi Washington tuyên bố sẽ bảo vệ tàu bè khỏi những cuộc tấn công của phong trào liên kết với Iran. Những cuộc đình công đã làm tăng thêm lo lắng về sự leo thang của cuộc xung đột lan rộng khắp Trung Đông từ khi nhóm chiến binh Palestine, Hamas và Israel tham chiến, trong đó các đồng minh của Iran cũng tham gia vào cuộc xung đột từ Lebanon, Syria và Iraq. Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ đã gửi thông điệp riêng tới Iran về những cuộc tấn công của Houthi. Tấn công mới nhất mà Hoa Kỳ cho biết đã nhắm vào địa điểm radar diễn ra một ngày sau hàng chục những cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Anh vào các cơ sở của Houthi và Yemen. Người Houthis cho biết chiến dịch hàng hải của họ nhằm hỗ trợ người Palestine dưới sự bao vây và tấn công của Israel tại Gaza, nơi đã được cai trị bởi Hamas do Iran hậu thuẫn. Nhiều tàu mà họ tấn công không có mối liên hệ gì với Israel. Giao tranh tại Gaza đã bước sang ngày thứ 100. Xe tăng và máy bay của Israel đã tấn công các mục tiêu ở miền Nam và miền Trung của Gaza vào hôm ngày 14 tháng 1, đồng thời xảy ra các cuộc đọ súng ác liệt ở một số khu vực, trong khi cuộc chiến bước sang ngày thứ 100 kể từ cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas. Các đường dây liên lạc và Internet đã ngừng hoạt động trong ngày thứ ba liên tiếp, làm phức tạp thêm công việc của các đội cấp cứu và cứu thương khi họ cố gắng giúp đỡ người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh. Giao tranh tập trung ở thành phố Khan Yunis ở phía nam, nơi Hamas cho biết các chiến binh của họ đã tấn công một xe tăng ở Israel, cũng như ở Aruzi và Amagazi tại miền trung của Gaza, nơi quân đội cho biết một số chiến binh đã thiệt mạng. Quân đội cũng cho hay lực lượng của họ đã phá hủy một số nơi mà Hamas sử dụng để bắn tên lửa vào Israel. Trong 24 giờ vừa qua, Bộ Y tế của Gaza cho biết 125 người đã thiệt mạng và 265 người bị thương, nâng tổng số người được xác nhận đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến tranh lên gần 24.000 người, với hơn 60.000 người bị thương. Sự tham gia của Trung Quốc vào WEF giúp xây dựng lại niềm tin vào kinh tế toàn cầu. Theo người sáng lập và chủ tịch điều hành WEF là Klaus Schwab, thì việc Thủ tướng Trung Quốc tham dự hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới sắp tới để giải quyết lo lắng về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khôi phục niềm tin vào tăng trưởng toàn cầu. Klaus Schwab đã đưa ra nhận xét này trong cuộc phỏng vấn độc quyền với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc trước WEF, dự trù được tổ chức tại thị trấn Davos sang trọng thuộc vùng Alpine của Thụy Sĩ từ thứ Hai cho tới thứ Sáu, với chủ đề xây dựng lại niềm tin. Sự kiện dự trù quy tụ hơn 2.800 nhà lãnh đạo từ 120 nước sẽ có sự góp mặt của phái đoàn cấp cao Trung Quốc do Thủ tướng Lý Cường dẫn đầu. Ông Lý Khắc Cường dự trù tham gia phiên khai mạc toàn thể cuộc họp thường niên của WEF và sẽ có một bài phát biểu đặc biệt trình bày chi tiết những đề nghị của Trung Quốc đối với cộng đồng thế giới để thúc đẩy hợp tác toàn cầu, giải quyết rủi ro khác nhau, thu hẹp khoảng cách phát triển và tìm kiếm sự chung sống hòa bình và đôi bên cùng có lợi.
Tổ chức theo dõi nhân quyền đã cho biết năm 2023 là năm u ám về nhân quyền tại Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền hay còn gọi tắt là HRW vào hôm ngày 11 tháng 1 đã cho biết, chính phủ của Việt Nam trong năm 2023 đã đàn áp trên diện rộng các quyền dân sự và chính trị căn bản, đồng thời trừng phạt khắc nghiệt những người thách thức sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng đưa ra đánh giá trên trong báo cáo tổng kết toàn cầu năm 2024 về tình hình nhân quyền trên thế giới, trong đó có phần tổng kết tình hình tại Việt Nam. Chính quyền của Việt Nam tiếp tục nghiêm cấm việc thành lập các nghiệp đoàn độc lập và tổ chức nhân quyền độc lập, đồng thời xóa bỏ các nhóm tôn giáo độc lập. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng cho biết thêm, chính phủ của Việt Nam đã cố gắng biện hộ rằng mối quan hệ được cải thiện với Hoa Kỳ và các chính phủ khác như là một giải pháp thay thế cho việc giải quyết tình hình nhân quyền đang xấu đi trong nước. Ông Phil Robinson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Nhân quyền cũng cho biết trong một thông cáo, các đối tác thương mại quốc tế và các nhà tài trợ cho Việt Nam chớ mở đường cho các tiêu chuẩn kép trắng trợn vì các tiêu chuẩn kép này làm suy yếu áp lực, buộc Hà Nội thực hiện nghĩa vụ nhân quyền của mình. Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 160 người vì họ thực hiện các quyền dân sự và chính trị căn bản theo một cách ôn hòa, vẫn theo tin tức từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết. Thưa quý vị, nữ hoàng Margaret đệ nhị của Đan Mạch chính thức thoái vị và vua Frederick đệ thập kế vị. Vua Frederick đệ thập đã lên ngôi kế vị mẹ là nữ hoàng Margaret đệ nhị đã chính thức thoái vị sau 52 năm làm quốc vương trước đám đông lớn tập trung tại thủ đô để chứng kiến thời khắc lịch sử. Cung điện hoàng gia cho biết việc kế vị được chính thức hóa vào thời điểm nữ hoàng Margaret ký tuyên bố thoái vị trong cuộc họp hội đồng chính phủ tại quốc hội. Đan Mạch là một trong số những nước có chế độ quân chủ lâu đời nhất trên thế giới, không tổ chức lễ đăng quang. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện chính phủ, có nữ hoàng Margaret, có thái tử Frederick 55 tuổi và vợ là Mary 51 tuổi. Hiện nay là nữ hoàng và con trai lớn là Christian 18 tuổi, là người sẽ kế vị ngai vàng mới. Kính thưa quý vị, và đó cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp lúc 12 giờ trưa của đài truyền hình IBC TV do sứ ngôn viên Tuyết Nha và Hà Anh phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết xin mời quý vị liên lạc về 714-892-5717 hoặc quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Hà Anh và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt, kính chúc quý khán thính giả và những người thân yêu một tuần mới gặt hái được nhiều thành công và vô lượng an lạc.